Trở lại với kênh của Điệp, xin gửi lời thân thương chào đến quý cô dì chú bác anh chị nha. Điệp xin gửi lời chào các anh em đồng nghiệp nha. Hôm nay Điệp quay lại đây, Điệp bắt tổ ong này cũng được hai mấy ngày cả nhà ơi. Bữa hổm thì mặt nó khô, nay Điệp thấy cũng có cái đầu mặt, cũng thấy của cái đầu mặt rồi. Hôm nay Điệp đi với nó với ông anh. Chào cả nhà. Tôi có thằng trai và bốn đứa gái. Rồi giờ thì cái gọi của Điệp cũng mới làm xong này. Giờ Điệp bay đi qua đây. 1, 2, 3. Có ông mà lúc trước Điệp có đăng lên kênh phụ á, cái kênh Vũ Điệp TV mà Điệp bắt á là đầu mặt nó hơi bị khô. Đóng cao lắm. Tụi ông nó đóng ở trên đó đó nè. Nó cũng hơi khó thấy nha, đốm vàng vàng ở trên đó đó. Nằm nửa màn hình đó cả nhà, đốm vàng vàng á. Cao lắm, cây này cao khoảng 10 mấy mét đó. Vì cái kênh phụ của Điệp ngày trước á, Điệp bắt thì có đăng lên. Thì Nam mô Di Phật. Mặt mày gì đây hộ độ cho Điệp leo phạnh tay thẻ cái chân nha mấy ông mấy bà ơi. Ở đây cũng có cô gì chú bác anh chị nằm xuống nó nè, cả nha. Rồi. Điệp tìm cách Điệp lấy ngang nó nghe cả nhà. Con này cũng cây cổ thụ mà. Đây, cũng đóng cây này nè cả nhà. Cây này cao quá cao. Nó bự nữa. Đeo cũng chẳng ai chăn gấu à. Đóng con đóng ở trên đó đó. Khó. Điệp cả lắm quá. Rồi lên đi. Giờ đi bắt ong cũng hơi chua lắm rồi nha. Mấy tổ ong mà cô gì chú bác anh chị dưỡng thì còn mà mấy cái tổ mà sắp trắng giờ mới có 3 ngày 4 ngày các bạn anh em hơi hết. Đây, chị gai không lên nha cả nhà, mang một tay trơn rồi cả nhà ơi, mang một tay trơn điệp leo không có được rồi. cái cây bự á, cây nhỏ thì điệp ấy. Cái cây bự quá nên Điệp mang bao tay á, nó không có sự độ nhám cái tay á, nó trơn, nó khó leo. Đây là chúng máy rồi nhỉ. Đừng xuống bắt tử nha, chưa đốt á. Cao quá. Đốt cái anh em ơi. Đốt cái cho nó an toàn đi. Nó gan cái hiện cái bắt tử chứ. Hình bụng đó. Gió quá, gió với phần nó không có giữ gió được luôn. Rồi, lên cả nhà. Anh em cả nhà nhớ để cho Điệp xin một like trước nha cả nhà. Điệp cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm nha. Đó. Thấy có cái đầu mặt kìa, số ong lớn. Bây giờ chúng nó bắt chiếc tuồng. Wow, chiếc tuồng lớn khổ chết luôn. Mệt trời, mệt cái nhà ấy. Bắt chiếc tuồng rồi, đứt lên cái nhà. Ồ, ông lớn kìa. Có mặt ra ui da, có mặt cái trai ù cục mặt đã quá cả nhà ơi. Ui da quốc cả trai dính kim ây da.
Ui da, phỏng luôn. Hơi khó. Khó lên. Mặt bự quá. Đã quá các nhà ơi. Im. Bị sâu, chỗ này không bị sâu mới đã. Sâu nhà chám dội luôn. Im quá. Ây da, trúng máy. Con ông nó dễ cái đậu đẹp. Quá chục mặt. Dính kim. Kiếm đường dịch nhau kia gọi. Mô vi Phật. Thôi khó cả nhà. Cái xương sống của Điệp á, nó mới bị kẹo bên luôn rồi đó cả nhà. Không biết nó bị cái gì nữa. Điệp quay cho cả nhà xem. Cũng hồi khó nghe nha. Bên đây ít nha. Không có chạy tay được rồi. Quá trời. Cái tay cái dài của Điệp nó bị cái gì rồi cả nhà ơi. Mới đây kêu cái cụp rồi đó. Ây da. Quá trời, con mặt chấm vô đã rồi. Mặt im quá. Chấm vô. Có con lỗ gì đã à. Rồi để thao tác dịch lấy mặt nha nha. Chỗ này bị sâu. Không bị sâu ngon quá. Cái dai của Điệp á, tự nhiên Điệp chồm chồm kêu một cái cụp. Ấn ăn luôn. Chà bá luôn, đóng kèo hết với cái kèo. Bị sâu nữa nha. Ủa này không bị sâu im quá. Cái sâu nó gặp Điệp nó gút vô. Điệp chỉnh sâu trước đó. Chỗ này không có ấy luôn. Có mà đắp đây đi cho nè. Mặt im á. Điệp không có tay. Là nhánh cây bự quá. Im lắm.
chăm dội chừng. Rồi xuống nha. Tới khối luôn. Khối nó lạnh luôn. Để nó như vậy đi. Hết biết cái kẹo bự. Kẹo bự nó bự hơn cái bụng của đẹp nữa. Nó bắn bằng thằng B á. Lông mà trên gió trên cao này ha, mà cái khối mà không tới tới khối cái ha. Hình bụng với nó luôn. Nhà khối nhiều quá. Ây da, dị quýnh rồi nè. Hai ba con nè. Ây da. Xuống nhà. Ây da, bị dính gì vậy? Cái cây này sọt cái chân chỗ cái hột mít bạn hứa đang tuột xuống tè sọt cái chân luôn. Thứ gì chịu nổi không? Vô nhà hết điên đi luôn. Tao ám tin rồi. Hết chuyến đi luôn. Để quay quả cho anh em xem cái. Xuống tới đất rồi, cái nhà hạ đất an toàn rồi. Cục mà ông ăn nè. Tầm giá cả lít. Tại vì bà giấy bự. Bà giấy hết biết cái bà giấy luôn. Hết biết cái bà giấy. Yên. Giấy chà bá luôn. 100 rồi. Cũng được yếu 1 lít ạ. Yếu 1 lít cả nhà. Từ 3 xị. Cả nhà xem cũng thông cảm cho đẹp nha. Thì nhiều thì được đưa lên nhiều. Ít thì được đưa đi lên ít. Mong cả nhà anh em cũng xem clip là thông cảm. Chứ giờ đi bắt cái mặt ong cũng hơi khó khăn dữ lắm cả nhà. Khi nào mà có tổ bự đi rồi được quay cho sướng mắt. Chứ thật sự ra giờ đi bắt ha khó lắm, chua lắm rồi nha. Mới lú ra hơi là banh. Nhiều khi địch đi cả ngày trời lỗ xăng dầu luôn á. Tổ ông này anh nói bao nhiêu ngày rồi? Tháng 20 bữa hả? Dạ. Rồi giờ đẹp cũng trên đường đi về nó đó nha. Rồi có ông anh ông điện thoại tôi, ông này cũng hồi nhỏ nè. Đi bắt cái tổ này rồi tổ tiếp theo nè. Mà giấc chiều đó nó hồi tối nha. Rồi bây giờ nó hơi mờ, mong cả nhà anh em thông cảm nha. Vậy là em dẹp cái này đi ra đi luôn nha anh. Em dẹp hết đi. Em rứt ra hết đi. Vậy hả? Vậy thôi em còn đang trang trí đồ nữa nè. Anh lại anh gỡ phụ em đi. Anh chạy. Rồi để đẹp mặc cái áo đi vô một cái nó nghe nè. Cũng hồi tối rồi. Đẹp cũng nó cũng hơi gấp á. Rồi. Gì vậy? Đứng ở đây chơi dưa em. Trời ơi, áo đâu? Kệ không sao đâu.
Điệp hồi dẫn hồi vui giờ nó với ảnh nha, giờ điệp lên nha, lên trên đảnh cũng hơi tối, video cũng hơi mờ, mong anh em cả nhà thông cảm nha. Điệp cũng tranh thủ dữ lắm á, tại vì điệp nhận cái điện thoại với ảnh, điện thoại về ảnh kêu hốt tổ ong nè, rồi điệp mấy nó mấy cái tranh thủ về. Nay điệp mới vừa bắt xong cái tổ đằng nó đằng kia nó đó nè. Ây dạ. Ủa cái bự quá vậy. Điệp leo lên đây chắc trúng máy rồi. Máy quá trời thầm lầm mà. Giá cho có mặt cho ảnh này. Nhiều tối rồi cả nhà, lên tới đây luôn, điệp máy có đốt luôn, chơi luôn mà. Gần đây nó có cái mương, có gì thì đi xuống mương. À, đi qua cái cũng ho, cũng ho hơi tối cả nhà, gió nè, nhìn nè, không có giữ khói được luôn. Ông đâu tiêu rồi, có thấy đâu. Ủa, nó ông đâu ta. Ờ, đây nè anh em ơi. Nè. Ông chung cũng nhỏ. Đó, cả nhà nghe thì không mà đẹp, chưa thấy tụi ông nữa. Đây nè, ồ, cục mặt quá trời luôn cả nhà ơi. Ừ, cục mặt có thôi luôn rồi. Quá trời cục mặt rồi. Ủa, mặt bự. Tụi ông nhỏ. Mặt thấy ông lạnh tại. Không có thế à. Ồ, mặt. Đi kiếm đường điệp đứng, điệp cắt mặt, điệp quay cho anh em xem. Ây da. Quá trời luôn à. Ui ôi, xuống không được cả nhà ơi. Ồ, mặt kìa. Quá trời cục mặt à. Điệp quay cái cho anh em xem á. Chắc phải tối qua quá trời tối rồi. Mặt nè. Biết luôn rồi. Đã cả nhà ơi. Sướng sướng. Nó cục mặt đó. Hết biết luôn rồi. Xài này nó bự á, chàng cái tay qua nó không được đi luôn rồi. Hết bởi cục mặt rồi. Nè. Mặt nước không à. Đã thiệt chứ, quýnh rồi. Quýnh rồi cả nhà. Ôi, đẹp rồi lấy nha. Quá trời. Đẹp. Ôi, hồi tối năm được. Quá, nó ve cái đầu. Đẹp quýnh. Đẹp không có thế luôn. Chết rồi, cái bị quẩy. Quá im ở nhà ơi, cắt cái tổ này nó hết đi luôn rồi, biết ở hay không nó nữa nè. Cái mặt nó đóng cây thế này vậy. Chịu thôi. Nhỏ là hết biết luôn rồi. Quá trời luôn rồi. Cái bờ gáy á. Ôi ôi. Quá im nha ơi. Hết biết luôn rồi. Đã. Đây nè. Con quá trời con rồi. Mặt nước không rồi. Đây khó hà còn nhiều quá. Còn chút rồi hết rồi, được vũ con ra cái quá trụ mặt đá. Im
im ở nhà à. Hồi tối nó nghe nha, nghe cũng thông cảm ha. Lỗ ông nhỏ cắt một cái nó muốn hết đi luôn rồi. Tầm giá cũng đã lỡ rồi. Đã thiệt. Trời ơi. Rồi xuống nhà cá nha. Chúng máy của trời, chúng máy. Wow. Xuống cái đẹp quay thành quả cho anh em xem. Video nó cũng hơi mờ, nó hơi tối nha. Tổ ong nó đưa vô cái thế gài trong cái bóng tối, đóng cây sồi nghe nha. Đừng về máy nha, bỏ điệp tội điệp. Điệp tranh thủ xuống đất cái cho nó an toàn cái được nha. Rồi. Dạ sao anh có con rồi mà nó cũng ít nhộng. Rồi, điệp quay lại này đi hả. Tổ đó em cắt nó bị phạm quá, tại cục mặt nó hơi bự á, nó nằm ở trong luôn. Hả? Cũng 5 năm á. Hên thì ở. Ồ, cục mặt đã này kìa. Wow. Cũng im lắm. Con hồi điệp lụm con ra. Tầm giá lít thì không được, chắc khoảng 3 à, nửa lít rồi tới thêm một xị nữa đó. Đó cũng được. Còn cái tổ kia nãy điệp bỏ ở dưới vỏ rồi, điệp bỏ dưới vỏ, người anh ba ngồi chợ dưới. Thôi điệp xin gửi lời chị ăn chúc đến quý cô dì chú bác anh chị em trên mọi miền đất nước á, có buổi tối xem clip của điệp luôn dễ hạnh phúc yêu thương nha. Cả nhà đừng quên nha, để cho điệp xin một like nó nghe cả nha. Điệp thật cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ điệp nha. Hả nè, ù đã không? Đã không anh không? Mặt sáng ánh vàng tươi à. Rồi giờ được bye bye, hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha. Anh không dám lại, ảnh ở trần. Rồi bye bye nha.